Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và hôm nay thì sẽ là một cái video cuối mùa. Thì cái video này thì anh em nào mà muốn chơi mùa sau có thể tham khảo. Đây là lối build cũng khá là hay của bạn Lương. Và cái này thực tế là mình cũng không có được review đâu, nhưng mà tại vì bạn Lương lúc trước mình có ra một cái thử thách cho bạn Lương. Bạn Lương muốn chơi con lính canh bảo tố, con pháp sư bảo tố, và mình kêu là đánh 400 tầng đi để Hồng Ngọc đi rồi tính sau. Cái cuối cùng là bạn ấy cũng đã cố gắng build và đánh lên tới hôm nay 400 tầng Hồng Ngọc rồi nè, được chưa anh em? Khá uy tín ha. Và cộng một respect cho Lương nha anh em. Và Lương sẽ giới thiệu anh em một cái bộ môn mình tạm gọi là pháp sư bảo tố cận chiến. Nhưng mà mình Việt hóa thì cái thể loại này gọi là chó quyền anh em nhé. Lương quyền, chó quyền, được chưa anh em? Thì sát thương nó như thế nào thì anh em cũng đã thấy ở ngoài lúc đầu video rồi, được chưa anh em? Đó, mình có thể đánh một con 80 nữa lên rất là khỏe. Combo đánh nhanh chết và sát thương đa dạng. Và thêm một phần nữa thì cái này là lối chơi cận chiến cũng khá là hay, anh em có thể áp dụng ở S2, S3 đều được, được chưa anh em? Nhưng mà có một điểm yếu của cái kiểu phong cách này là nó gặp những cái con sóc sát thương thì nó sẽ rất là dễ chết. Và ở đây thì cu này nó không có xài cái nhẫn của bot á, cái nhẫn mà những giảm sát thương á. Nếu mà sử dụng những giảm sát thương thì mình nghĩ ok hơn, được chưa anh em? Được không? Ok hơn không? Nên là nếu mà mang cái này thì có khả năng là mình sẽ bị chết rất là cao, được chưa anh em? Rồi bây giờ sẽ sát thương cho anh em xem nha. Về lối chơi các bạn thì cách đơn giản, rất là đơn giản thôi. Mình cũng đã giới thiệu từ trước rồi là mình sẽ lên siêu tải, sau đó thì mình đánh thường thôi ha. Và vũ khí đặc biệt ở đây là một cái cây vũ khí của cái con vũ khí mới móng vuốt V4 RK01 này, được chưa anh em? Và nó sẽ đánh thường. Bây giờ đánh như thế nào thì mình sẽ đánh thử cho anh em xem nhá. Đầu tiên á thì khi mà anh em ở trạng thái này, anh em sẽ búp những cái búp trước, búp hết búp lên, búp luôn cả cái vật tổ này. Đấy, sau đó thì anh em sẽ gọi cái lá này ra. Cái lá này ra, sau đó anh em đổ vũ khí phụ, anh em đánh cho lên siêu tải. Và bên đây thì nó sẽ có một cái vũ khí phụ, đó chính là tăng mạnh hiệu ứng và tăng mạnh hiệu ứng hắc thần, kết hợp với lại cái chip hiệu ứng 5 nữa, tăng mạnh hiệu ứng 5 nữa. Chứng tỏ có nghĩa là mình sẽ kéo dài tối đa được cái thời gian duy trì cái siêu tải, được chưa anh em? Ý tưởng của em ấy là vậy nha. Bây giờ thì mình sẽ thử nha. Thử có sát thương sẽ được bao nhiêu nha. Đầu tiên thì mình sẽ chữa cái này trước, sau đó thì mình sẽ dùng tất cả mọi thứ lên. Có cái gì mình dùng hết. Được chưa anh em? Rồi, sau khi xong rồi thì mình sẽ chuyển qua đây, mình đánh thường. Đó thì anh em thấy là cơ bản là 238, 279, được chưa anh em? DPS ổn. Nói thiệt về dạng DPS đánh thường như thế này rất ổn. Và như anh em thấy là sát thương ở trên nè, từ sát thương độc, sát thương điện, sát thương bóng tối, nói chung rất là nhiều sát thương, nó sẽ đỡ bị cái trường hợp gọi là cái sát thương nào nó bị kháng, được chưa anh em? Rất là lợi, được chưa anh em? Với lại là cái lối chơi này nó cận chiến và kết hợp chung với lại vỏ chó quyền khá là thú vị, thật sự mà nói là khá thú vị. Lúc đầu thì thằng cu này nó build thì mình tưởng là nó sử dụng một cái vũ khí cũng khá là thông dụng cho cái con này, đó chính là nếu mà anh em thấy an toàn hơn thì anh em có thể sử dụng cái vũ khí này nè, vũ khí này rất là an toàn. Thì thông thường nếu như mà anh em chơi vũ khí cận chiến, cận chiến thì anh em nên sử dụng vũ khí này, nó sẽ ngon hơn nè. Đây anh em sử dụng cái cây của slide nhé, cây đồ slide, hoặc là anh em dùng cái nắm đấm slide cũng được, tại vì cái này nó có điện kích thêm. Tại vì sát thương chính của đường mình là gọi là sát thương điện mà, nên đang sử dụng một trong hai cây này. Tại vì lý do là anh em thấy ở đây nó còn có thêm cái hút máu nữa, khi mà anh em đủ chip thì anh em sẽ khỏe hơn, đỡ chết hơn, và nó có khả năng hấp thụ mà, nó sẽ tốt hơn ha. Rồi ở đây thì chúng ta cũng có thể gây thêm trạng thái bất thường nữa, nên anh em một cái việc là anh em có thể lựa chọn giữa cái móng vuốt này, hoặc là anh em có thể sử dụng ở hai món này thì nó hấp thụ, trong trường hợp anh em muốn an toàn, được chưa anh em? Rồi còn ở đây thì bạn build dùng cái này thì nó sẽ hay chỗ là nó sẽ cào cào cào, nhìn nó ngầu hơn với lại nó mới mẻ hơn, và sát thương nó sẽ đa dạng như anh em thấy nè, rất là đa dạng ha. Ok rồi, cộng một cái ý tưởng, được chưa anh em? Rồi bây giờ thì nói về mặt duyên phận nhá. Duyên phận thì chúng ta sẽ có những duyên phận với đây. Đầu tiên thì team sẽ là team chí để cộng thêm chí lực. Hồn V4 RK01 thì anh em thông thường anh em sẽ bảo là ở đây tại sao bạn chỉ mang một món mà lại có ba duyên, thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Tại đây là bạn ấy có một con chip 7 mà nó đúng cái duyên ở trên cái vũ khí thì nó sẽ copy, ví dụ đây nó sẽ có ba duyên này, ba duyên phép tán và ba duyên nội lên gấp đôi, được chưa anh em? Do chip 7 nhá, thì đây nó sẽ có ba hồn thì cái hồn này khá là mạnh, khi mà nó sẽ gây sát thương đóng băng và sát thương ám, và nó có thể stack lên tới 48 lần, được chưa anh em? Đấy, nó sẽ giúp cho anh em mạnh hơn ha. Hai hồn đại phù thủy để đổi cái chí lực thành nhanh nhạy, ba tân thủ nhân đôi để cho cái chiêu thức nó có phạm vi tốt hơn, kỹ năng nó sẽ mạnh hơn, và ba chuyên chí lực để lấy mát chí lực. Rồi ba khuếch tán nằm ở trong vũ khí nha, vũ khí chip 7 nên nó sẽ có ba khuếch tán. Tại cái chip này nó sẽ cộng nè anh em, chip này sẽ cộng nè, đấy được chưa? Rồi và ba đòn đánh gấp đôi thì nó cũng nằm cho cây vũ khí, được chưa anh em? Một sức hút tân thủ để hút quái và gây thêm sát thương, đòn đánh mạnh để gây thêm sát thương,
trong điều kiện là đầy máu đấy và một bão tố hồi tụ. Thì cái này thật ra mà nói thì nó hơi thừa, thì có thể là anh em có thể bỏ luôn cái bão tố hồi tụ này cũng được. Mình cũng không cần thiết là phải thêm sát thương nữa. Nó cái con này nó rơi vào các bạn vi là khoảng 200 hoặc 150 hoặc là 180 gì đó là ok. Ở đây anh em có thể bỏ cái bão tố hồi tụ này, mình lấy một cái khuếch tán nữa cũng được. Ví dụ ở đây nè, trải qua cái duyên ở đây nó dính cái này không build được thì đành vậy. Chứ nếu mà đây giả sử mình có thể chọn khuếch tán và lấy khuếch tán cho nó dễ, khuếch tán nó sẽ dễ chơi hơn ha. Và trong trường hợp anh em dùng team, ví dụ team hắc thần thật hoặc là cái team mới, team vô hạn á, thì hoàn toàn có thể sử dụng được. Được chưa anh em? Ok không? Đấy, thì duyên phận nó như vậy thôi. Trong đây quan trọng nhất thì có lẽ là cái vũ khí đã gánh hết rồi. Còn lại thì chiên chí, khuếch tán, chiên chí và mấy cái này thật ra thì nó cũng không quá ấn tượng ha. Chúng ta có thể làm mạnh hơn nữa. Được chưa anh em? Rồi. Về đó là lý do mà bạn ấy có thể leo hồng ngọc được. Nói chung là mình cũng khá ấn tượng. Tiếp theo về mặt kỹ năng. Kỹ năng thì ở đây bạn sẽ có 4 thuận gió, 1 điểm thuận vũ băng. Thuận vũ băng thì bạn tăng 1 điểm, mục đích chính là để dễ dàng kích cái siêu tải. Con này thì cái siêu tải rất quan trọng. Nó có siêu tải thì nó sẽ làm cho chiêu thức mạnh hơn ha. 2 điểm mà huấn luyện cơ bản, 2 điểm thuật hồi sấm. Thuật hồi sấm này thì cũng chỉ là để tích cái siêu tải thôi, cứ còn sát thương chính thì vẫn là đánh thường ha. 4 cái băng nổ để gây sát thương, tăng khả năng gọi là sát thương bất thường. Ngoài ra thì nó cũng sẽ xuyên kháng băng và xuyên kháng điện. Và hào quang bảo tố. Hào quang bảo tố thì mình sẽ búp tăng sát thương băng và sát thương điện. Bản độc thì chúng ta sẽ mát tinh thông, mát tinh thông, bổ hào quang độc tố và bổ tinh thông thuốc. À hồi nãy mình chưa sử dụng thuốc, tiếp mình sử dụng thuốc tới lại nha. Thực ra thì cũng được. Này, bổ tinh thông thuốc. Rồi trong bản chính thì chúng ta sẽ cần có 4 cái quá tải nguyên tố. Và ở đây có lẽ là bạn có chip 7 nè. Chip 7 thì còn 4 nè. Cái này là cái chiêu quan trọng nhất luôn anh em. Tại vì khi mà anh em vào trạng thái gọi là siêu tải thì nó sẽ cộng rất nhiều sát thương, những người chỉ số sát thương toàn bộ các kiểu thứ nè, sát thương đóng băng để kích thêm tấn công các kiểu. Cái chiêu này cực kỳ quan trọng luôn, và tăng mát. Và chip thì anh em cũng đập luôn cái chip vào cái này luôn ha. 2 điểm vào thánh ca tinh linh thì cái này mục đích chính thì vẫn là để tích siêu tải thôi. 4 hành giả tự nhiên, đây cũng là chiêu quan trọng khi mà anh em có thể tăng được rất nhiều hồi chiêu cũng như là sát thương đóng băng, thân đường kích thước độc tố. Rồi, và khi mà anh em build cận chiến thì chắc chắn là hồn tổ tiên phải mát. Hồn tổ tiên phải mát thì cái chiêu này nó sẽ giúp cho anh em tăng khả năng tăng sát thương được cận chiến nè, nên điện kích các kiểu thứ nè, đó. Và sát thương nó sẽ là theo hướng điện kích nha, và dựa trên lực công hỗn hợp nữa, khá là ngon. Và cuối cùng kẻ sống sót mình sẽ tăng mát. Thì cái này là mỗi khi mà mình đóng băng điện kích các kiểu á thì đều tăng sát thương và nó stick lên đến 5 lần nữa. Được chưa anh em? Đó là về mặt kỹ năng. Còn đây là thành tựu của bạn ấy khi mà bạn ấy đã leo lên hồng ngọc. Được chưa anh em? Tầng 400, uy tín ha. Tốt, nói chung là giỏi luôn nha. Giỏi được chưa? Lần đầu tiên được lên video nha. Nói chung là hôm nay thì mình cũng đang dự định là kiểu update chưa thôi, nhưng mà thôi, ủng hộ em nói mới lại là giữ lời hứa, được chưa? Mới lại là thật ra mà nói thì lúc bạn nhìn cái build á thì cái build rất là ổn, được, chất lượng. Cấp đỉnh cao thì bạn ấy sẽ tăng như thế này. Đầu tiên là hút máu nè, hồi phục nè, mất năng lượng gây ra sát thương nè, kỹ năng một cái này rất là ngon nhé, kỹ năng gây sát thương sẽ tăng sát thương tấn công thường đó. Cái này rất là đỉnh luôn, rất là hợp với con này luôn. Rồi lõi giáp băng né đòn tăng sát thương, và cái này sát thương tăng điều chỉnh thời gian duy trì 50, quá đẹp. Ở đây thì bạn tăng full trí lực nha, trí lực nó sẽ chuyển thành nhanh nhạy nè. Rồi về mặt trang bị của bạn thì hai phù thủy, đây còn duyên dư một duyên nè. Ở đây có thể thành chuyên chí lực sau hắc thần lên ha. Đồ thì cứ các sát thương kích, sát thương băng, sát thương thường, lực công, nói chung là những cái liên quan đến là mình đều được ok. Bonus tỷ lệ bột kích nè, nhanh nhạy 16%. Rồi tân thủ, sao nó đồ nó lung tung thế nhỉ. Ở đây nếu như mà thằng này nó xài hồn Anubis thì ở đây áo mình cũng nên chơi Anubis luôn. Lý do là áo đã lỡ xài cái nón Anubis rồi thì nên xài luôn cái nón Anubis rồi thì áo Anubis luôn, để lấy luôn cái duyên của này. Hồn Anubis khá là ngon khi mà anh em có khả năng bất tử thêm lần nữa, chống sốc. Được chưa anh em? Tại vì làm đồ hơi lượm thượm á. Nếu như mà đã truyền thuyết vàng thì truyền thuyết vàng luôn, còn nếu mà đây đã xài mũ của Anubis rồi thì đây áo Anubis luôn, hiểu không? Anh em hiểu không? Đồ rất là sầm sàm. Đó. Ở đây thì có xuyên thấu kháng điện kích. Áo đẹp phết nhỉ. Nón kháng điện kích, xuyên thấu kháng ám, sát thương điện kích. Nó miễn dịch choáng. Tại đồ ngon quá nên bắt buộc phải mang, chịu thôi. Ok, cơ bản ha. Vũ khí thì chúng ta lấy khuếch tán đòn đánh gấp đôi, chip 7. Sát thương ác ám thêm, sát thương thường, sát thương vật lý thêm, sát thương toàn bộ. Khá đẹp. Khá đẹp đây nè, một cây gọi là sông sông móng này rất là đẹp. Cây này có thể nói là tuyệt vời đấy.
quá tuyệt vời đó, một thằng mà chơi free to play như nó đẹp phết anh em ạ. À, vip vip bro. Quá dữ. Ghê. À, ác. À, siêu phẩm đó anh em, siêu phẩm đó. Cây đó siêu phẩm đó. Rồi về kỹ năng. Kỹ năng gọi là buff Valkyrie thì anh em có thể để thứ bạn nha. Chiêu này để hút máu thì cũng chả ăn thua, chả bao nhiêu. Nói chung là chiêu để hút máu quan trọng lắm. Cái này thì sẽ là lôi thần cây đánh thường nè. Và cái này là buff các thương xung kích cho cái hào quang bảo tố để lúc mà anh em đánh thì nó sẽ chạy á, đánh nó sẽ tự chạy nè. Đánh lâu lâu nó buff lên thì nó sẽ chạy, đáng lý nó sẽ chạy. Trong trường hợp đầy đủ nội dung thì đầy đủ thì nó sẽ chạy. Mình chọt thì nó sẽ chạy. Được chưa anh em? Chọt thì nó sẽ chạy. Đó, nó sẽ lướt tới chút nè, buff lại là nó sẽ lướt nè. Nó lướt cho anh em sẽ ly quá nhanh hơn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn Lương và cảm ơn anh em theo dõi nha. Cái build này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cho mùa sau và sau này nữa. Thì có cập nhật và thay đổi những cái duy một chút thôi là ok mạnh. Được chưa anh em? Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em các bước sau nhớ có theo dõi.